Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sa Thành. Hiện tại nhân đang ở đường Lý Thế Tổ ha, ngay góc đường Lý Thế Tổ và đường Hồ Thị Kỷ nha anh chị. Ngay góc Lý Thế Tổ và Hồ Thị Kỷ ha. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Hồ Thị Kỷ luôn nha. Hướng thẳng này mình về lại quận nhất. Đó. Ngay chỗ chợ ngay chỗ chợ 7 Nguyễn Thị Minh Khai và bên kia đường đó là quận 1 luôn rồi đó anh chị Bên kia đường là quận 3 Bên kia đường là quận 3, Lý thái Tổ bên kia đường là quận 3 Bên đây là quận 10 Và đi bên kia là về quận nhất ha Hoặc là anh chị mình có thể đi gần vị trí này hơn đó là Ngã 7 đường Điện Nguyên Phủ Đó kia là Ngã 7 đường Điện Nguyên Phủ nha Hôm nay uh, Nhân sẽ review cho anh chị Một bất động sản nằm ở mặt tiền Đường Hồ Hị Kỷ, ngay khu vực chợ Hoa Hồ Huy Kỷ luôn nha Phố ẩm thực Hồ Hị Kỷ ha anh chị ở trước mặt anh chị là trường tiểu học hồ thị kỷ luôn đó, nằm ở góc hai mặt tiền luôn nha anh chị nhà mình có địa chỉ là 62 đường hồ thị kỷ nha phường 1, quận 10, thành phố hồ chí minh thông sang hẻm và hẻm bên hông của nhà mình đó là hẻm 58 đường trần bình trọng nha anh chị ngay đây là nhà nhà văn hóa phường 1, quận 10 đó còn đi thẳng vô trong là phố ẩm thực hồ thị kỷ bên tay phải của mình nè à. ở bên trái của mình là trường mầm non phường một nha ở bên trái của mình là trường, trường mầm non phường một ha khu vực cực kỳ nhộn nhịp và rất là đắt cái giá trị luôn nha anh chị ở đây là phường một của quận 10 nha nằm ở trung tâm giáp quận một quận ba quận năm ở gần chợ ăn đông đi thẳng đường hội kỷ này ra đường hùng dương nha anh chị gần đó khu vực uh, người ta bán hoa rất là nhiều và khách du lịch khách nước ngoài người ta đi vào uh, thăm cái đoạn đường hội kỷ này uh, cũng rất là đông luôn nha và nó chỉ họ uh, đường hội kỷ nó chỉ khoảng uh, ngắn thôi đó, khu vực rất là đắc địa luôn nha anh chị căn nhà này có chiều ngang là 4m3 chiều sâu vào uh, là được uh, 6m2 và nhà mình nở hậu uh, là được uh, 6m rưỡi xây dựng với kết cấu là một trệt hai lầu sân thượng nha anh chị một trệt và hai lầu sân thượng ha nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn đó ở đây là mặt tiền chính của nhà mình nha anh chị đây là mặt tiền chính của nhà mình ha ở trên thì sân thượng của nhà mình thì có cung sắt bảo vệ ha có phòng ngủ trên đó luôn nha anh chị và nhà mình nở hậu ra tới cái vị trí bên đây là sáu mét rưỡi ha ở cái cung trắng bên đây bên hông bên tay phải của mình đó là cái phần nở hậu luôn và cái đường nở hậu của mình nó là được uh, vị trí mình đường đường nhựa nè đó còn bên đây nè là bảy đường nhựa 7 mét nha được xe hơi chạy qua lại đây là không ra ngay nhà khách chính phủ đó, hả anh chị và ngoài đó là khách sạn yêu qua tôi trần trần mình trọng hẻm 58 đường trần mình trọng nha đây ngoài kia thấy xe đang chạy góc ngoài kia đó là đường hùng dương Nó còn đi thẳng vô đây là vô phố ẩm thực hội kỷ ha đây là phố ẩm thực hội kỷ ha ở căn nhà này ha hướng nhà này là hướng đông nam và bên hông của mình là tây nam ha căn góc luôn pháp lý về sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn nha giá hiện tại chủ đăng kia căn nhà này là 7 tỷ 990 giá chủ chốt bán nhanh tiệt 7 tỷ 990 ha rồi anh anh chị mình hãy nhấn like để bắt đầu vào video chính của căn nhà mình ha nhân sẽ review bên trong chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở khu vực chợ Hoa, đường Hồ Huy Kỷ, phường 1, quận 10, tp Hồ Chí Minh ha. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở trong mặt tiền đường Hồ Huy Kỷ này luôn nha. Ở căn nhà này mình có cái mặt tiền trước này và có cái hẻm thông bên hông nữa ha. Mà hẻm thông của mình là hẻm nhựa 7 m nha. Đó, căn nhà này ha và cái hướng này thì anh chị mình đi ra ngoài phía trước, đó là góc đường Hồ Hỷ Kỷ và đường Hùng Dương nha, đó, gần khách sạn Ewa Studio và đường mình cũng thông qua đường Trần Bình Trọng luôn hả anh chị, ở đây mình thông ra đường Trần Bình Trọng luôn nha, thông thẳng ra đường Trần Bình Trọng luôn, căn nhà nằm hoàng tàu trong khu dân sư hiện hữu nha anh chị. Đó, pháp lý sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên nha, ở đây là đường Hồ Hỷ Kỷ anh chị, à, nhân đang đứng trước vị trí nhà mình luôn đó, thẳng đây thì mình ra lý thái tổ đó, đi lý hiếu tổ đi vào cũng được ha căn nhà mình nằm ở phường 1 của quận 10 nha ngay khu vực chợ hoa hồ Y kỷ đó. căn nhà một trệt nè hai lầu sân thượng ở trên ha và nhà mình nở hậu ra được sáu mét rưỡi cái phần bên đây cái phần bên đây là cái phần nở hậu của mình ha đó. từ bí bên đây qua tới miếng bên này là sáu mét rưỡi nha còn cái mặt trước của nhà mình là được uh, 4m3 anh chị và chiều sâu vào là 6m2 hướng nhà của mình là hướng uh, Tây Nam Đó, mặt tiền đường nhựa hồ hỷ kỹ luôn nha khu vực rất là nhộn nhịp Rồi qua lại gần chợ hoa hồ y Kỷ ngay khu vực chợ hoa hội kỹ gần chợ phố Âm thực ha đó mình đi hẳn thường này hẳn đây là vô phố Âm thực nè còn đi ra kia là ra góc Phùng dương À, hồ hỷ kỷ rẽ bên đây thì trần bình trọng hùng dương rồi đi ngược sau lưng mình đó là ga ngay lý lý thái tổ hồ hỷ kỷ à, ngay chỗ trường mầm non phường 1 nhà mình cái diện tích đất được công nhận vị tới đây nè anh chị từ đây ha sau vào tới bên trong đó là được uh, 6 m 6 m 2 ha và mình nở hậu ra là được sáu uh, 6 m nha anh chị nhà đúc bê tông cốt thép một trệt hai lầu sân thượng nha anh chị Đó, mặt tiền đường hồ thị kỷ luôn địa chỉ của căn nhà mình đó là 62 62 đường hồ thị kỷ phường 1 quận 10 nha anh chị đó, phường 1 quận 10 ha ở đây thì mình lót gạch sạch sẽ rồi ở đây mình lót gạch sạch sẽ hết rồi ha đó mình để xe trên này cũng được bồn trên này ha đó, để cái tủ lạnh đây đó, mặt tiền thuận tiền kinh doanh nha mua bán đa ngành nghề luôn đó, xe để phía trước này luôn nè à. sổ hồng riêng hoàng công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha ở từ mí này vào trong tới cuối mí đó là 6 m 2 ha và từ cái mí này thẳng vào với người kia kia là 6 m rưỡi và mặt trước của nhà mình đó là 4 m 2 4 m 3 4 m nha anh chị chỗ này thì mặt đá qua cương ha ở chỗ này có mặt đá qua cương đó đá qua cương và bên ngoài đây mặt dựng bên ngoài xung quanh đó thì chủ Dán gạch cao ráo, ở trên có làm cái máy uh, máy che luôn nha anh chị, ở trên có làm cái máy che ha. Đó. Ở trên làm cái máy che trên này. Thuận tiện kinh doanh mua bán ha. Sổ hồng riêng, có hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị. Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hết nha. Ở bình hông nhà mình nè. À nhà thì đúc bê tông cốt thép hết nha anh chị nhà đúc bê tông cốt thép hết ha Đó, mặt tiền kinh doanh ở rộng rãi nở hậu sáu mét rưỡi luôn nha anh chị nhà được bảo vệ với một lớp cửa cuốn bên ngoài này Đó, chưa có vỉa hè trước nhà và vỉa hè này thể hiện trong sổ của mình nha anh chị thôi thể hiện trong sổ của mình cái vỉa hè này luôn nó nằm ở ngay vị trí góc luôn nha ở đây thì mình di chuyển nhiều hướng được một hướng ra lý thế tổ nè ra trần bình trọng ra đường hùng dương ha đó, mặt sau của nhà mình ha đó, đây không gian bếp thì có tủ có cái tủ bếp dưới và các kệ bếp trên mặt bếp sẽ đáo qua cương đối diện thì bên đây thì cái đường nhựa luôn ở đây cũng là cái đường nhựa ha nó đường nhựa này bảy sáu m 7 m gì ha và có làm cái mái che trước nhà luôn nè anh chị không biết sao mình cũng làm mái che anh chị mình thể về ở xe máy qua đây mình thường kinh doanh bên đây, để xe máy bên đây ha Đó, mình thì kinh doanh nên mình hãy để xe máy chỗ này ở đây thì đang làm và giặt ủi ha anh chị Đó. một trệt và hai lầu có sân thượng ha sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha ở nhà nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị à anh chị mình xem nè ở đây thì không gian đó ở đây cái cửa của mình là hai lớp cửa nha một lớp cửa kéo bên đây một lớp cửa ngoài nữa ha là hai lớp cửa kéo có mái che ha đó, qua kia quay bên kia anh chị mình xem nha ở mặt tiền thì hồi kỹ thì rất là nhộn nhịp luôn nha anh chị mặt tiền hồi kỹ rất là nhộn nhịp luôn nở hậu ra luôn ha nhà mình nở hậu hẻm bên hông mình là xe hơi chạy thoải mái nha anh chị hẻm bên hông xe hơi vẫn chạy thoải mái nha cái này thì ra được cần rộng trọng nha anh chị bên đây thì mình ra cần mình trọng rồi kia là nhà khách chính phủ ha đó hẻm bên hông của mình làm cái này bên đây cũng mở cửa sổ rất là nhiều nha đó, đây trồng cây đây là mặt bên ngoài trong bên đây nha anh chị trong bên đây nè 2 lớp cửa, Bây giờ mình chờ xe mà để bên này Tẳng vô trong là chợ Phố Âm Thực Hội Kỷ Tẳng vô trong là Phố Âm Thực luôn Ngang là Mặt trước này là 4m3 Sâu vào là 6m2 Nở hậu là 6m5 Một trạc, hai lầu Sân thượng, nhà đúc, vệ tâm, quốc khép Khu vực Phường 1, quận 10, chợ Hoa Hội Kỷ ha. Đó, Rộng rãi nha 4 mét là diện tích rất rộng nha anh chị 4 m là nhà rất đẹp nha nhà mình tới 4 mét 3 ở đây có nhà vệ sinh ở dưới này luôn nha Đó. nhà vệ sinh ngay trên cầu thang các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha anh chị mình về lau chùi sơ là mình sử dụng rồi nhà đúc với tông cốt thép hết Đó. ở trong đây lót gạch sạch sẽ cao ráo hết nha anh chị điện âm tường hết rồi à mua bán thì mình sổ hồng riêng ký công chứng sang tên thôi mặt tiền dễ kinh doanh nha và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này á là 7 tỷ 990 triệu nha anh chị 7 tỷ 990 triệu giá này chủ chốt bán cho anh chị mình ha Đó. cầu thang mình đi lên là cầu thang đúc mặt đi còn đá có cương đen mặt trong là đá cương trắng nha tay vịn là tinh vịn gỗ mặt bên bằng sắt nha anh chị chủ làm thêm cái cái lửng ở chỗ này ha đó, chủ làm thêm cái lửng thì mình làm mặt tiền nên tận dụng các không gian rộng rộng để mình để đồ ở đây có cái lửng và có cầu thang nếp mình đi lên đây ha mình không xài thì mình bật qua những cái lửng chỗ này ha có thể làm chỗ này một phòng rồi ha anh chị nó đi thông qua đây luôn nè anh chị đó, đi thông qua đây luôn ha cái này thì chỉ trải sim rồi, rồi lót gạch thôi nha đây là đúc hết luôn nè đây là đúc hết luôn nha anh chị còn bắt đầu là cái phòng của mình nè mình lên không gian của tầng 1 rồi đó đây là không gian của tầng 1 nha đó, tầng 1 thì có một phòng rộng lớn trong này cửa sổ có cung sắt bảo vệ đó, anh chị mình xem đường đà nè đó nhà mặt tiền Phường 1 quận 10 Trần nhà cao ráo xung quanh, chủ ấp tường cao lên khoảng 1m2. có ban công. Cái rô da, này là rô da nè. Cửa thì cửa nhôm, kết hợp với kính. Có cái rô da ra ngoài, ở đây trồng cây cũng rất là nhiều luôn nè. Đó, nhìn xuống dưới mặt tiền ở dưới ha. Đó, nhìn dưới mặt tiền. 7 tỷ 990. 7 tỷ 990 ha chị. Chủ chốt bán cho mình ha căn nhà mặt tiền hai mặt tiền nha căn góc hai mặt tiền luôn mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha anh chị 7 tỷ 990 ha nó xung quanh thì lót gạch cao ráo hết à, có cái máy lạnh nữa nè đây có lắp cái rèm cuốn đây có lắp cái rèm cuốn nha à, nhà mình ở địa chỉ là 62 đường Hồ Hỷ Kỷ phường 1 quận 10 đó, ở đây mình chừa cái chỗ này một khoảng trống để mình để máy giặt ha anh chị đó. để mới giặt thực to máy giặt 10 kg để uh, kinh doanh đó chừa, mặt nhà mặt tiền thực hiện rất là nhiều kinh doanh rất là nhiều ngành nghề ha đây có cái cái cửa sổ có cung sắt của vệ cái này hướng này là ra ngay chỗ cái mặt tiền hẻm bên hông của mình nè ở nhà vệ sinh đây đó, trần nhà cao ráo ngay nhà vệ sinh cũng có cửa sổ và ở trên là đúc luôn nha đó, đúc hết luôn đó anh chị một trệt hai lầu đúc và có thêm cái lửng làm thêm nữa ha và có sân thượng luôn nha anh chị đó, tận dụng thêm cái lửng nữa là được trệt lửng hai lầu đó anh chị có sân thượng rồi đây nhân tiếp tục đi lên trên cho anh chị mình xem nha đó, Cái căn nhà quá ngon luôn nhà mở mặt tiền đường hồ Huy kỷ với chiều ngang nó là 4m3 và chiều sâu vào là 6m2 và nở hậu là 6m rưỡi đó, hai mặt hẻm, mặt tiền đường hội kỷ 62 mươi hội kỷ, bên hông mình là đường nhựa 7 mét nữa, mình có thể để xe hai bên để kinh doanh luôn nha. cầu thang là cầu thang đúc hết nha anh chị. ở trên đây mình có nãy cái lửng mình có một phòng, ở bên đây có cái phòng phía trước, đó, làm chỗ để đồ, tủ quần áo ở đây để đồ ha. anh chị mình về cần về thì lau chùi sơ, quét chọn sơn đổi màu sơn của mình theo yêu thích của mình nha. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép đường đà đi rõ ràng hết nha đó trần nhà cao ráo nha anh chị có cửa sổ có khung sắt bảo vệ căn là gốc mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nằm quan to trong khu dân cư hiện hữu luôn mặt tiền đường hồ hỷ kỷ nha anh chị đó, mở cái cửa này ra mở sát vô ha để đồ hơi nhiều mình đỡ sát vô là rất là trống à, cái gô da bên hông của mình nè à. đó gô da ngoài trước của mình nè à. để đây trồng cây tay dịnh sắt nha đó tài nha anh chị. Đó, ở trên tầng này thì chủ chia ra hai phòng ngủ nha. Đó, chủ chia ra hai phòng ngủ nha anh chị. Lối đi của hai phòng cũng rộng rãi nha. Lối đi cũng hai phòng rộng rãi. Địa chỉ căn nhà mình là 62 đường Hồ Huy Kỷ, khu vực phường 1, quận 10. Nằm trong uh, chợ hoa Hồ Huy Kỷ phố ẩm thực Hồ Huy Kỷ ha. Là nằm trong chợ luôn nha anh chị. Ở đây đi lại giáp với lại uh, quận 5, quận 1. Quận 3 ghi lại rất là gần các vị trí trung tâm ha, gần chợ An Đông, mặt tiền anh chị, 7 tỷ 990 triệu chủ chốt bán nha anh chị, giá chốt bán ha, mua bán thì anh chị mình sổ hồng riêng rồi ký công chứng sang tên thôi, đây là phòng ngủ thứ ba của mình ha, chưa tính cái lửng hồi nãy mình có một cái phòng ở dưới nữa nha, cái lửng đó chủ làm thêm, sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên, nếu mình nói là một trệt một lửng hai lầu sân thượng đó đường trước nhà của mình là hẻm bên đây ha đó, nói là cái hẻm thôi nhưng mà nó như một cái đường bự và nhà toàn bộ khu vực của mình là khu nhà cao tầng hết đó, khu vực nhà cao tầng hết nha anh chị đó, có khung sắt bảo vệ nha hướng bên hông của mình nè là hướng đông nam ha hướng chính của bên đây nè bên cái cửa này là hướng đông nam và cái hướng cửa chính của nhà mình là hướng tây nam nha anh chị, Đó, ngay cái chân cầu thang. bây giờ nhân đi lên cái sân thượng cho anh chị mình xem nha, Đó, nhà quá đẹp luôn nha anh chị, cầu thang đúc hết, vô mát rượi luôn. mình lên cái sân thượng của nhà mình nè, Đó, sân thượng của nhà mình ha, đây thì chủ cũng làm một cái phòng ngủ trong này, Đó. ngoài có cung sắt bảo vệ, có cây chữ sổ ha và trên đây đóng lao không cái máy trên này là máy đúc luôn nha nè cái máy trên này là máy đúc luôn nha anh chị đó, máy cho thang là máy đúc luôn nha có hai cái bồn nước đó. à có hai, hai bồn nước, nước trên luôn đó một cái giếng một cái nước một tên dạ cái giếng dạ dạ hai đường hai nước một, lên đúng không hai đường nước lên ha hai đường nước hai bồn đó. ở trên đây thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ nha phòng trên đây rộng rãi có cửa sổ có khung sắt bảo vệ bên cửa sổ đó nhà là nhà đúc Với tông cốt thép hết nha anh chị mặt tiền đường hồ hiệu kỹ nha mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên thôi sổ hồng riêng có hoàn công nha anh chị hoàn công đầy đủ hết luôn đó. tìm một căn nhà nằm ở khu vực phường 1 của quận 10 thì căn nhà này phù hợp nha ở trên đây thì có làm cái đường để anh chị mình đi lên nè ở trên đây có hai bồn nước ở trên ha chú nói trên đây có hai bồn nước luôn nha và ở trên đây thì chủ cũng làm cái máy to đó, che kỹ mỹ cái nhà của mình Ở đây trồng cây, đó, mấy cây đinh lăng nè Cây thuốc á Dạ Tại tôi chở thuốc nam Dạ Để tôi trồng thuốc nam thì rất là tốt Nó là nhân 70% nhân xăm Dạ chú Trồng mấy năm Ở đây thì xung quanh thì chủ cũng làm cung sắt bảo vệ nha Và có cửa đi ra ngoài luôn đó. Ở đây là mặt tiền trước nhà của mình bên hẻm Minh Hông Mặt tiền bên đây 7 mét đó, ngoài kia là cái cây xanh chỗ đó cái cây bự chỗ đó là đường hồ thị kỷ nha anh chị đường hùng dương nha anh chị đó, đường không hết luôn khu vực dễ kinh doanh lắm nha anh chị mua bán thì sổ hồng riêng ký công chứng sang tên thôi nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha ở đây thì là ở trên này chủ xây cao lên và làm khung sắt ha xung quanh khung sắt nha anh chị mình xem lại không gian của căn nhà mình một lần nữa ha và kết thúc video quay nhà ở đây luôn đó, căn nhà mình ở địa chỉ là 62 đường Hồ Huy Kỷ, khu vực phường 1 của quận 10. Đó, ở trên đây là mái che thang đúc ha, có một phòng ngủ ở trên uh, sân thượng này luôn. Đó, cái đây này là tôi có cáp khi là mình muốn kéo đồ lên. Đó. À có cáp chéo luôn không? Rồi. Yeah, đây nè, chú có làm cái cáp chỗ này luôn nè anh chị. Nó làm cái cáp. Mình kinh nặng thì mình lấy đồ nè, cái cáp đó. mình kéo đó. lên ha. Nó cáp nè, cái móc nè. Đó. Đó. Muốn móc đồ móc lên ha. Điện, bấm, 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 bấm chạy bấm. lên ha đó cáp trên đây nè đó ở trên đây là máy đúc nha anh chị vào có cốt phòng phòng ở trên này phòng thứ nhất rồi nha à, để chú mở điện cho anh chị mình xem nha đó hạ xuống ha hạ xuống đó hạ xuống đó mình muốn kéo đồ lên đồ nào nặng ha đó đồ nào nặng thì mình không cần khiên ha anh chị nó khoảng trống cầu thang cũng rộng rãi nha rồi mình đi xuống dưới mình xem lại không gian của căn nhà mình một lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây à, nhân xin nhắc lại uh, các thông tin của căn nhà mình ha địa chỉ, chỉ là 62 đường hồ huy kỷ phường 1 của quận 10 nha anh chị Đó, ngay khu vực chợ hoa trong lòng chợ hoa hồ huy kỷ luôn phố ẩm thực hồ huy kỷ luôn chợ campuchia ha ở đây là phường 1 ha phường điểm của quận 10 trung tâm của quận 10 luôn mình đi lại rất là thuận tiện À, các uh, khách du lịch đi về uh, cái khu vực uh, chợ hoa hội kỷ rất là nhiều luôn nha anh chị à, rất là đông luôn đó à. người ừ, nước ngoài ta qua đây là đi du lịch tại đi, đi vô chợ hoa này rất là đông luôn nha đó, à, cái, cái đường đà của nhà mình nè rộng rãi nha sổ hồng riêng nha anh chị mua bán ký công chứng sang tên ở không gian của tầng 2 này thì uh, chủ làm hai phòng và cái lối đi thì uh, rộng rãi một ô gạch với một tấm đá hoa cương đó, ở đây có cửa sổ nha đây có cửa sổ của cung sắt bảo vệ có cửa ra ngoài cái rôi da của mình nha anh chị đó cái này có quạt xe cô trần nhà cao ráo đường đà rõ ràng nha mua bán thì mình sẽ ký công chứng sang tên thôi nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi đi xuống dưới là nữa ha giá là 7 tỷ chín chín mươi giá này chủ chốt bán nha anh chị đó, giá chủ chốt bán luôn anh chị mình thấy bất phù hợp thì mình tới mình xem ha và hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 08 22 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành và hãy nhấn like video nha anh chị để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó. Đây nhà vệ sinh đây. Đó. không gian này thì làm trống. Đó. Đây bức tường bên đây là của nhà người ta. Còn đây, nhà mình ở hậu 6 mét rưỡi nha. Đó, phòng ngủ nữa nè. Phòng này thì có cái rô da. Đó, chú trồng cây rất là nhiều, trồng những cái loại thuốc đinh lăng. Đó, đường nhựa ở dưới. thuận tiện kinh doanh ha. Khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Rồi, mình đi xuống dưới ha. Mình đi xuống dưới xem cái mặt tiền lại một lần nữa nha. Và kết thúc video quay nhà ở đây nha anh chị. Ha, hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 09 22 39 39 39 ha trên YouTube bất động sản Sài Thành nha anh chị đó chủ làm thêm cái lửng chỗ này nè anh chị nó chủ làm hiểu lửng nếu không thì cái nhà mình gỡ lửng ra trần nhà mình cực kỳ cao nha sổ hồng là một trệt hai lầu sân thượng có dư thêm cái lửng này nữa nha đó, cái lửng của nhà mình ha lửng này thì bắt sắt thôi ở trên đây lót gạch sạch sẽ nha anh chị, ở trong đây lót gạch sạch sẽ cầu thang mình lên cái lửng thì mình tép, mình kéo lại ha, mình kéo qua, Hả? dạ, đá lên rồi ship vô, ở đây mặt tiền, ở à, đây à, mặt tiền, một đây mặt tiền bên này nữa, mua bán thì mình chỉ công chứng sang tên thôi, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện ngủ mình có cái biển hè là vỉa hè này được thể hiện trong đất của mình nha vỉa hè này là trong đất của mình nha ở mặt tiền đường hồ huy kỷ nha anh chị giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này á là 7 tỷ chín chín mươi giá chốt bán luôn nha anh chị giá chốt bán ha Đó. anh chị mình thấy phù hợp thì mình tới mình xem nha Đó. hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị ở mặt tiền chợ hoa hồ Huy kỷ Ờ, Nhân xin chào hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của Nhân Và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem nhiều video hơn Và tìm mua được bất động sản nghĩ nhất cho mình anh chị